Hai các bạn, Bunny đây. Ngày hôm nay Bunny sẽ attempt to quay Vlogmas. Tại vì bây giờ là tháng 12 rồi. Nhưng mà không phải là ngày đầu tiên của tháng 12. Tại vì bây giờ là tháng 12 rồi. Và hình như hôm nay là ngày 14, 15 gì đó. Nhưng mà yeah. Và hôm nay thì Bunny sẽ attempt to quay cái video này với lại cái GoPro 8 của Bunny. Tại vì Bunny vừa mới nhận được cái em này trong cái mail của Bunny hôm qua. Tại vì đây là cái quà Noel sớm của bạn trai tặng cho Bunny. So yeah, hôm nay Bunny sẽ attempt to quay cái Vlogmas này cùng với lại cái GoPro 8. Còn một điều nữa, nếu mà các bạn thấy hai cái má của Bunny nó hơi bị đỏ, cái đó là tại vì cái da của Bunny hôm nay đang bị khô. Và vài ngày đây nó đang bị khô rồi, cho nên nó đang rát, rất là rát. Cho nên đó là lý do tại sao Bunny đang bị đỏ cái mặt. Trước tiên hết thì Bunny sẽ đi ăn trước. Xong đó Bunny sẽ làm nhiều errands lắm. Tại vì ngày hôm nay là ngày nghỉ của Bunny. Và mỗi lần mà Bunny nghỉ thì Bunny phải làm nhiều errands. Và Bunny sẽ đeo mắt kính throughout the whole video này. Tại vì Bunny chưa có giảm mi á. Với lại lông mi của Bunny nó rụng á. Cho nên so I look like a bald eagle. So I'm gonna wear my glasses to disguise myself. But yeah. Mà Bunny đi vô nói cho Bunny sẽ cho các bạn xem cái before một tháng rồi chưa nói, và một lát nữa thì Bunny sẽ quay cái after cho các bạn xem. Và đây là after my film. Bunny rất là thích, tại vì hôm nay Bunny kêu chị ấy làm cho Bunny kiểu fluffy á, để mà Bunny coi Bunny có thích không cho cái trip for Vietnam trip của Bunny tháng 1 tháng 2. So
Yeah, các bạn này. Nếu mà các bạn ở Las Vegas thì Bunny sẽ để information của chị ấy ở dưới để các bạn lại nói mình. Nhưng mà yeah. Thì Vinny với lại Kyle đang chuẩn bị đi ăn tối. Yeah, nhưng mà chắc ăn tối xong Vinny sẽ end cái vlog này. But yeah, did you know what I was saying? No. No, what I'm translating, what I'm saying is we're gonna go eat and probably hey guys, yeah, and probably end the vlogs here. Kyle, không có biết nói tiếng Việt và cũng không hiểu tiếng Việt, cho nên lần đầu Vinny sẽ phải như là chuyển sang tiếng Anh để mình nói chuyện, tại vì bạn ấy là người Mỹ lai hạn, nhưng mà yeah. Chỗ này là Spear and Wolf, chỗ mà Bunny với lại Kyle sẽ vô ăn. Yep. Kyle ở đây ăn rồi mà Bunny chưa vô, cho nên sẽ Bunny sẽ coi hôm nay đồ ăn nó ra sao. Hình thì Bunny đi vào trong Walmart để mà mua vài thứ đồ mà Bunny quên mua. Và Bunny cũng muốn kết thúc cái vlog của ngày hôm nay, tại vì cũng đã tối rồi. So yeah, bye các bạn. Say bye. Bye.